Ok, lâu lâu em nhé, chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì có khá nhiều anh em có comment vào cái clip của mình và có bảo mình là gì? Là anh hướng dẫn thêm một cái công thức tài xỉu nữa đi, đúng không? Thì ok, thì hôm nay thì mình cũng không để dài dòng gì, mình sẽ vào và mình số 200 mét và mình sẽ hướng dẫn anh em cách đánh công thức tài xỉu em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình triển khai và mình bắt cầu luôn anh em ơi. À, giả con này sẽ nào? Đôi 10 này mở hay là lên bắt cả 10 với 8, 18, 18 là chặn chặn đánh tài anh em ơi. Ok, 3 mét tài. Thì tại sao mình lại tính như thế đây em nhé? Thì ở đây số phiên là 8 này, mình đem cộng với lại 10 thì nó sẽ bằng là 18, đúng không ạ? 18 thì là chẵn, chẵn thì sẽ bằng suy ra suy ra tài. Đó, bây giờ mình sẽ xem thử xem có đúng hay không em nhé. Con này mà chuẩn chỉ là tài luôn thì cũng khá là ngon. Úi dồi ôi, lặn 41 thì đời tôi nó lại đi vào ngõ cụt luôn anh em ơi. Chẵn lại ra nó có phải là xỉu anh em ạ. Chẵn này nó lại phải là xỉu rồi. Đó, chẵn này là phải là xỉu rồi. Ok nhá, thì mình tiếp tục mình lại tính này. Tiếng đầu tiên thì chưa chắc thôi, tiếng hai thử tiếp này. 9 này cộng 6 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 15. 15 lẻ. Ok chưa? Suy ra thì mình đánh gì ạ? Lẻ đúng không? Vì nó là lẻ mà. Nên suy ra mình phải đánh xỉu tiếp. Được chưa? Con này mình sẽ tiếp tục mình vẫn đánh xỉu. Hay mình đánh theo cầu ngược đi nhỉ? Ok. Thì con này mình cứ gọi là đánh theo cầu ngược em nhé. Vậy là con này lẻ sẽ là tài, đúng không? Vì chẵn vừa xỉu thì lẻ sẽ là tài. Thì bây giờ mình đánh thử xem có đúng là theo cái cầu ngược này liệu có chuẩn hay không em ơi. Con này 7 mét luôn đi, đi 7 mét luôn. Xem nó có chuẩn như cái cầu của mình hay không. Mong mà nó về như thế, cầu nó về như thế thì nó gọi là quá là đẹp luôn anh em ạ. Mà chưa về thì mình phải đánh kiểu chưa về em nhé. Rồi, giờ mình xem thử xem. Đó, chuẩn chưa anh em? 444 luôn. Vậy là chính xác là nó theo con này. Và theo cái tiếng đầu tiên này ạ, là khi mình đánh ấy, em thấy là nó về cầu như nào mình nên theo cầu như thế. Con này chẵn là xỉu đúng không? Đấy, tiếng đầu tiên là định đánh chẵn tài nhưng mà không phải. Đó, thì nó là chẵn xỉu, thì vì con này chắc chắn là lẻ thì nó phải là tài thôi. Đúng chưa? Thì tiếp tục con này này. Không, mình cộng 12 đi. Nào, em cộng cho tôi nào. Không cộng 12 thì bằng 12. 12 là số chẵn. Số chẵn suy ra mình vào dạ, xỉu, đúng chưa? Chắc chắn như thế thôi. Con này mình tiếp tục xỉu này. 1m650. Đó, xem thử xem ngoài em có đúng ra là xỉu hay không em nhé. Con này ra là xỉu luôn thì cũng khá là ngon anh em ơi. Ok, bây giờ mình xem thử xem con này xem có đúng là nó ra là gì ạ. Nó ra là xỉu hay không anh em nhé. Ok, mong là con này nó ra là xỉu luôn thì ok, đẹp nhất rồi anh em ạ. 23 rồi. Ui giời ơi, quá là đen rồi anh em ạ. 23 còn ra 6 anh em ơi. Rồi, vậy là con này xỉu thì không phải à. Vậy là con này lại về tài anh em ơi, lại về cầu thuận rồi đây. Ok, tiếp tục mình cộng anh em nhé. 1 cộng 1 này. Nào, ông nào chơi 1 cộng 11 không? 1 cộng 11 đúng không? Lại bằng 12 đúng không? 12 chẵn này. Chẵn thì vừa rồi đúng không? Chẵn thì vừa rồi con này mình đã đánh là tài rồi. Thì con này mình tiếp tục là gì ạ? Con này vừa rồi chẵn về tài thì suy ra con này mình vẫn theo xỉu tiếp được nhá. Họ vẫn tiếp tục là theo xỉu. Mình có vừa đảo một con thôi thì mình vẫn cứ gọi là gì ạ? Vẫn cứ gọi là theo cầu. Để xem này mình theo là 4 mét đi. Đó, để xem con này chẵn theo đúng là phải xỉu hay không? Hay là nó lại trả về cầu thuận? Đó, cầu thuận hay cầu đảo thì nó chả khác nhau gì mấy đâu anh em ạ. Cầu thuận thì nó chẵn, chẵn là ra tài, lẻ là xỉu, đấy là cầu thuận. Còn gì ạ? Còn lẻ mà ra tài, chẵn mà ra xỉu thì nó là cầu đảo. Đó, như con này này thì gọi là cầu gì ạ? À, như con này gọi là cầu đảo. Con này cũng là cầu đảo anh em, chẵn ra xỉu là cầu đảo. Thấy chưa? Ok anh em ơi, 531. Đó. Vậy là chuẩn xỉu luôn anh em nhé. Thế là được 3 mét này thì cũng khá là ngon rồi. Thì mình sẽ xem nào. Mình sẽ đi thêm một tiếng nữa anh em nhé. Làm thêm một tiếng nữa đi. Rồi, con này tiếp tục mình cộng này. Ok, vậy là con này đúng rồi đúng không? Đó, vậy là vẫn theo cái cầu đảo anh em nhé. Con này tiếp tục này, 2 cộng 9 thì bằng 11. 11 là lẻ. Lẻ suy ra mình theo cầu đảo thì nó phải là tài, được chưa? Ok, là mình sẽ làm nhận nha, 8 mét tài. Ok, thì ăn hay gãy tiếng này thì mình cũng sẽ nghỉ luôn anh em nhé. Mình được cái là không tham, nên là gặp những cái cầu như này ăn hay không ăn thì mình vẫn cứ hoàn toàn là mình lên nghỉ ở tiếng này nó là ok nhất em nhé. Còn nhiều ông thì gọi là rất là tham đánh những cái tiếng như này thì tỷ lệ lợi cực kỳ cao luôn. Đó, bây giờ mình xem thử nào. Ok, giờ mình xem thử xong này xem có đúng là ra là gì ạ, ra là tài không em nhé. Úi giời ơi, 416. Ok chưa? Vậy là chuẩn tài nhá. Thì đó, vậy là con này tiếp tục là về tài. Thì ok, mình sẽ rút ra cho em công thức trong ngày hôm nay em nhá. Đây, công thức đây. Nào,
Câu gì ạ? Thuận nhá, thuận tính đánh cho mình là chẵn bằng tài. Chẵn bằng tài thôi. Còn lẻ thì phải bằng xíu. Đó. Còn đối với cờ đảo thì anh em đánh ngược lại so với thuận, ngược lại so với thuận. Đây, ok chưa? Đó, thuận thì đánh chẵn tài, lẻ thì đánh bằng xỉu đúng không? Còn ngược lại so với thuận thì có nghĩa là chẵn là xỉu, còn lẻ là tài. Và đó là cách mình có thể chiến được và áp dụng một công thức gần như là chính xác cực kỳ cao. Ok chưa? Bye bye anh em nhé.